Alo, chào bạn, mình là Duy. Thì đây là video tiếp theo, cái video tạo một cái slideshow trên Windows Form Application lần trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy lại lần nữa để xem kết quả lần trước. Thì nó sẽ chạy hai tấm hình và nó đứng ngay tấm hình cuối. Hiện tại trong cái image list của chúng ta chỉ có hai tấm hình thôi. Thì làm sao bây giờ nó chạy tới cái tấm hình cuối nó đứng lại? Bây giờ tôi muốn là làm sao để nó chạy liên tục từ tấm đầu tấm cuối xong nó lặp lại. Thì ở đây chúng ta sẽ vào code, chúng ta xem ở đây là cái image list của chúng ta đây, image chấm cao thì nó bằng bằng 2, bởi vì trong cái list này nó sẽ có hai tấm hình, mà vì cái thằng y này chúng ta set bằng 0 và do cái chỉ số nó bắt đầu từ 0 cho nên là lúc này y bằng 0 thì y sẽ nhỏ hơn 2. Y nhỏ hơn 2 thì cái thằng này nó sẽ chạy, nó gán cho cái thằng cái hình, cái tấm hình thứ 0 vào cái picture box. Lúc này y sẽ tăng lên 1. Y tăng lên 1 nhưng mà 1 thì vẫn nhỏ hơn 2 nên là nó vẫn chạy thằng này. Nó vẫn chạy thằng này thì thằng này là cái tấm hình với chỉ số index là 1 thì nó gán vào cái picture box. Như vậy thì y lúc này sẽ tăng lên 3. Mà tăng lên 3 thì thằng này 3, thằng này sao đâu có nhỏ hơn 2. Lúc này thì cái biểu thức điều kiện này nó sai. Thì lúc này cái tấm hình nó sẽ đứng lại. Vậy thì bây giờ làm sao? Thì chúng ta sẽ else thêm cái nữa. Tức là nếu mà nó ở trên sai thì ở dưới này chúng ta sẽ gán y bằng 0. Thì lúc này á, thằng này á, y bằng 3, 3 nhỏ hơn 2, sai, thì nó xuống else. Else thì y sẽ gán lại bằng 0. Xong rồi cái tích này nó chạy tiếp tục. Nếu 0 thì 0 vẫn nhỏ hơn 2. Thì thằng này tiếp tục gán, rồi tăng này tăng lên 1. 1 thì vẫn nhỏ hơn 2, cứ tiếp tục chạy mà tăng lên này. Thằng y này tăng lên 1, nghĩa là bằng 3, 3 vẫn nhỏ, 3 thì lớn, 3 thì lớn hơn 2 rồi, thì nó tiếp tục chạy xuống else. Thì thằng này nó lại gán cho bằng 0. Thì trước mỗi tích thì nó cứ mỗi chạy vòng lặp, nó chạy hoài thì chúng ta test thử. Đấy, 1, 2 2, 1, 2 Rồi. Vậy thì bây giờ tạm thời chúng ta là xong cái phần mà tạo cái slideshow này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái slideshow, nhưng mà nó nhiều cái hình. Rồi chúng ta thu nhỏ lại đây. Tôi sẽ đặt ở đâu cũng được. Bây giờ chúng ta bấm Control. À không, chúng ta sẽ tạo một bấm Control đi. Bây giờ chúng ta bấm giữ phím Control, chúng ta kéo chuột và nó tự động nó copy ra 1 2 3 4 cái. Bây giờ chúng ta canh đều cho nó. Rồi bạn canh đều đi. Rồi chúng ta bôi này đi, chúng ta sẽ chọn là make xem sai và cái này là xem space đấy, nó sẽ đều. Rồi bây giờ cái điều quan trọng là chúng ta canh cho nó vào giữa cái form đây, vertical, rồi nó sẽ vào giữa. Thì lúc nãy tôi bấm nhầm cái này nó vào đây, delete đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có image list, sẽ bấm cần giữ phím cần cho rồi kéo ra. À không được ha. Thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta tìm điểm list. Đấy, 3, 4. Rồi chúng ta sẽ thêm hình cho nó. Choose image. Đấy, 3, 4. Ok. À cái thằng này chúng ta sẽ cho nó là gì? Màu là 255. Ủa 256, 256. Depth bit cho nó là 32. Rồi này vẫn tiếp tục là 256, 256, rồi copy luôn cái này đi. Rồi chúng ta chọn hình cho nó là 56. Rồi ok, cái này depth bit là 32. Rồi image list 4 này chúng ta sẽ chọn là 256, 32 và chúng ta sẽ chọn là 78. Rồi ok, giờ trong sự kiện chúng ta sẽ viết sự kiện như thế nào. Thì vì chúng ta đây là mỗi mỗi cái thằng này nó mỗi cái thằng image list nó đều chứa
hai tấm hình là bằng nhau về cái tổng số tấm hình. Thì chúng ta sẽ chỉ cần tái sử dụng là cái if này thôi, bởi vì là thằng image list 1 hay 2 hay 3 hay 4 gì nó cũng là chắc cao rồi, nó là bằng 2 hết. Thì trong này chúng ta sẽ tái sử dụng lại code nha. Đây, copy ra. Thằng này là list box 2, à list box 2, này là list 2. Đấy, à này 3. 3 4 4. Rồi. Cuối cùng là chúng ta chạy thử F5. Rồi. Đấy. Nó sẽ chạy như vậy. À. Rồi. Thì đó là cái trường hợp mà chúng ta mấy cái thằng list này nó chứa bằng nhau về số tấm hình thì chúng ta mới sử dụng như vậy được. Còn nếu mà thằng list 1 mà nó chứa 5 tấm, list 2 10 tấm, list 3 15 tấm, list 4 20 tấm thì chúng ta sử dụng cái thằng này là dùng chung cái thằng if này thì sẽ không được. Thì lúc này chúng ta sẽ tạo riêng ra mỗi cái là một cái if. À, mỗi cái là một cái if. Tạo vậy thì nó hơi thủ công tí, nhưng mà vì đây là một cái chúng ta đang tương tác tập tương tác với cái control của Windows Form. Hay rồi, thì bây giờ thêm cái ý tưởng nữa là bây giờ chúng ta đã chạy được cái hình nó như thế này rồi, nó chuyển động rồi, bây giờ làm sao mà nó dịch chuyển từ bên trái sang bên phải giống như là cái chữ chạy macOS test. Thì cái phần mà chữ chạy á, tôi sẽ làm một cái video khác, và từ đó chúng ta sẽ áp dụng vào cái này để chúng ta cho cái hình nó chạy giống như kiểu slideshow mà chúng ta sử dụng jQuery á, slideshow chạy nó chạy từ trái qua phải nè. Thì tạm thời chúng ta dừng tới đây ha. Rồi các bạn có thể tùy biến này nọ, tùy biến cái slideshow này cho đẹp, miễn là chúng ta thích là được rồi. Vì đây chỉ là một cái bài và chúng ta sử dụng cái tương tác với cái picture box, cái image list với cái timer thôi. Ha, rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chào các bạn.